giữa cái nắng hanh hao đầu mùa. Những cơn đau như hành hà lâu hơn trong từng thở thịt của hai vợ chồng già. Thân hình gầy còm, khuôn mặt khắc khổ, như nói lên những vất vả khó khăn trong cuộc đời mà ông Chiến, bà Hường đã phải đi qua. Vợ chồng lấy nhau đã gần 40 năm nay. Lúc còn sức khỏe, hai vợ chồng không ngại khổ, ngại khó, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mong sao thoát được cảnh nghèo đeo đẳng. Cuộc sống thiếu thốn, chật vật, nhưng ông bà vẫn mong nó được trôi đi trong bình an. Nhưng biến cố liên tiếp dồn dập khiến cả hai vợ chồng không còn sức chống đỡ. Hai vợ chồng đau ốm thì hàng xóm thì lâu lâu tới chăm sóc, mà người thì bởi cơm cải thì bởi cháo đem gạo tới mình nấu ăn hàng ngày cho ông bà. Họ gắn điều kiện này nãy là ví dụ con cái thì không có, nhưng mà kinh tế, về mặt kinh tế thì không làm gì được, thì là đảm bảo đời sống của hai ông bố thì thực chất ra thì cũng làm chi vì già cả thôi. Hiện nay là vì cái lâm bệnh nữa, ông là lâm bệnh mà ba thì cũng bị gãy chân. Ông Ngô Chiến vốn là trụ cột của gia đình, nhưng rồi bỗng nhiên hai mắt ông mở dần đi, rồi mù hẳn mà không ai rõ nguyên nhân. Mắt không còn nhìn thấy, sức khỏe lại càng yếu dần, thường xuyên đau ốm. Gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai bà Hường khi phải chay ăn từng bữa. Thương chồng mù loà vất vả, bà cố gắng gánh vác hết mọi công việc. Ngày ngày, hết làm đồng rồi hải rau, bắt ốc, chỉ mong có thêm chục tiền chay chữa cho chồng. Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha. Tin dữ tiếp tục giáng xuống khi ông Chiến phát hiện mắc căn bệnh ung thư phổi. Gia đình ông Ngô Chiến hiện nay là thật sự rất khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo và đã hơn 10 năm. Ba con hàng xóm thì cũng tới biển thăm, nhưng mà vì điều kiện ở nông thôn cũng kinh tế cũng khó khăn, tới chỉ có giúp đỡ nhà cửa, dọn nhà dọn cửa, bưng bê. Về người thì cho thức ăn, nước uống ở xung quanh ba con hàng xóm ở đây. Hai năm dài đằng đằng ông Chiến chống chọi với căn bệnh ung thư phổi cũng là khoảng thời gian đôi vợ chồng già nghèo khó lâm vào cảnh khổ cùng. Tài sản trong nhà đều lần lượt ra đi sau mỗi lần xả trì, hỏa trì. Thế nhưng phần đời oải âm vẫn như muộn trêu ngươi. Trong lúc đang chăm chồng tại bệnh viện, bà Hương bất ngờ ngã quỵ, một bên chân bị gãy, khớp gối không di chuyển được. Bây giờ thì mọi sinh hoạt của ông bà đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của bà con hàng xóm. Sức khỏe cũng ngày càng tồi tệ. Gặp những hôm trái gió trở trời, cơ thể đau nhức, khiến ông bà càng cảm thấy bất lực trước cuộc sống. Ông bị bệnh như vậy đã mấy năm rồi mẹ? Bị đau nia là 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Là mẹ vô bệnh viện chăm sóc ông? Chăm sóc đi về được. Tôi bổ cách đây mà gần 3 tháng, chưa đây 3 tháng á. Con ốm đau 1 năm rưỡi rồi, con ốm bị mù đi 3 tháng rồi. Nó tự nhiên bị mù rồi thôi à mẹ? Lúc ốm cũng đi làm rồi chứ mới răng được, tự nhiên nó mù. Lúc ốm mù đã 14 tuổi. Tôi cũng đi, tôi làm khi nó còn trẻ khỏe, tôi làm ruộng, làm đầu, làm nóng rửa. Khi cảm thấy mệt làm nổi là ruộng đất tôi cho họ làm. Còn tôi thì hải từng rau hải rạng bầy bà để chờ hắn ngay. Nhưng mà giờ cả ông và mẹ đều nằm trên giường bệnh như vậy thì cuộc sống hàng ngày xoay sở như thế nào? Nó cũng khó khăn lắm. Ông nhìn hai chân mệt thúng ấy. Ông họa thì là nghỉ 16-17 lần chứ là họa thì. Còn nghỉ cách đây 4 tháng trở lại đi là không họa thì vì ông yếu á. Mà họ cảm thấy bình răng biệt với họ không hỏa trì nữa, chỉ có chuyên nâng đỡ thôi. Bác sĩ cho chuyên nâng đỡ là chuyên khí, chuyên bình đàm, khí chuyên bình sữa đó.
có vài ngày về. Nên tôi bởi ông đi, bình yêu ông đi, ông sợ tiền bạc không có. Mà con rể đi thì thấy tôi không phải làm việc, cần cho nuôi con nên cho mình là thức kiện, cố gắng ông cứ đi đi. Thế nên chứ bác sĩ lại chiều thì thôi chứ, rồi chứ không lẽ năm rồi mà chơi chết à. Này rồi mà cố gắng mà đi rồi thế nên chứ đừng cung thì thôi cho biết nó ráng cố. Hai người già nương tựa nhau trong cảnh tiêu điều. Người con gái duy nhất lấy chồng xa và cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn. Chị Hóa, con gái của ông bà, cũng chỉ biết tranh thủ những lúc rảnh rỗi ghé về chăm sóc cho ba mẹ. Vẫn biết rằng ba mẹ già yếu, bệnh tật, nhưng gia cảnh của chị cũng chẳng khẩm khả gì, nên đành nuốt nước mắt, ngậm ngùi, xót xa cho số phận của gia đình mình. Mong ước là có tiền và chữa bệnh về cho ba mẹ được ngay qua mỗi qua ngày nãy giờ đỡ hơn. Cho con bệnh uống thì khó mà chữa cho khỏi nó. Lâu ra cho cũng tiền bao hiến có phụ giúp cho ba mẹ gì hết. Nếu lâu lâu có mình cơm mình cháo gì bưng ra cho ba mẹ. Vậy trong đứa ba mẹ đi bệnh viện. Ông mẹ thì ông đau. Mẹ thì cũng chăm ông mà bổ đi rửa đó. Cũng khó khăn cho tới hai vợ chồng gia đình mình nữa. Căn nhà tình nghĩa cho bà con hàng xóm và chính quyền địa phương gom góp ủng hộ cũng là nơi che nắng che mưa cho hai tấm thân già mấy năm nay. Nơi đây, hai vợ chồng già vẫn ngày ngày bổ víu vào nhau, gồng mình chống lại bệnh tật mà không thể biết được cuộc sống của mình sẽ tiếp diễn như thế nào. Hiểu được những cái khó khăn, những vất vả mà ông mẹ đã trải qua trong suốt một thời gian dài như vậy, thì ngày hôm nay chương trình Nụ Nhịp Nghĩa Tình mang đến cho gia đình mình một điều bất ngờ, đó là món quà từ những tấm lòng thiện nguyện vẫn luôn đồng hành với chương trình. Và chương trình cũng xin mời chị Hóa là con của ông mẹ sẽ đại diện những món quà này. Xin mời đại diện cho Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trao món quà đến cho gia đình ạ. Hội Nữ Doanh Nhân có một chút tấm lòng nhỏ gửi đến gia đình chị. Mong ông mẹ mình khỏe. Tiếp theo là món quà đến từ chương trình Nội Nhịp Nghĩa Tình. Xin mời cô Võ Thị Nga đại diện cho chương trình sẽ trao món quà. Đại diện cho đoàn Nội Nhịp Nghĩa Tình có món quà nhỏ là trong gồm cả doanh nghiệp là 23.200.000 để trao cho gia đình cho ông mẹ, thì có số tiền để cho ông mẹ chữa bệnh, rồi cũng mong cho gia đình giúp đỡ thêm cho ông mẹ để cho ông mẹ có nhiều sức khỏe. Và trong tổng số tiền là 23.020.000 đồng này thì còn có sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Tuy nhiên họ không thể thường xuyên đồng hành với chương trình được, cho nên chương trình cũng xin trao tượng trưng các tấm bảng. Đó là món quà của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế. Món quà của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phở Quân. Món quà của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Món quà của quỹ từ thiện Tuấn Thuận. Món quà của công ty du lịch Huế Vacation. Và món quà của Mỹ viện Nam Phương. Tất cả đã được gói gọn trong tổng số tiền là 23.020.000 đồng. Bên cạnh đó còn có gạo của một mạnh thường quân cũng gửi đến cho gia đình. Không biết rằng ngay lúc này khi nhận được sự quan tâm ủng hộ của mọi người thì cảm xúc của chị là một người con của ông mẹ như thế nào? Dạ, em xin cảm ơn đoàn đã quan tâm tới ông mẹ. Và hy vọng rằng đây sẽ là những cái nguồn động viên khích lệ để ông mẹ có thể vượt qua những cái khó khăn cũng như là bệnh tật hiện tại. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng sau khi trường hợp của ông mẹ được phát sóng thì sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng sẽ ủng hộ, quan tâm và giúp đỡ để ông mẹ có thêm điều kiện được chữa trị. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình, xin quý vị vui lòng truy cập tại địa chỉ website trt.com.vn để có thể theo dõi chương trình. Và nếu như quý vị gửi đơn thư đến chương trình thì vui lòng ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi có thể dễ dàng được tiếp cận.
rời thôn Hữu Trạch, xã Phong Thu. Hình ảnh người đàn ông mù lòa, bệnh tật và người đàn bà nhỏ thó nằm trên chiếc giường cũ vắng lặng vẫn ám ảnh mọi người. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của mỗi con người. Nhưng còn khổ hành và xót xa hơn khi về già không có người nương tựa, bệnh tật hành hạ và cải ăn cũng phải cậy nhờ những người sống chung quanh. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ được sống an nhàn, hạnh phúc bên con cháu. Nhưng giữa cái nghèo khó và bệnh tật đeo đẳng mãi, họ giờ chỉ biết phó mặc cho số phận.